Lần đầu tiên thầy Bell U19 được đóng phim Free Fire sẽ như thế nào? Biệt đội SOS. Bước đầu tiên không thể thiếu đó chính là để mặt mộc. Trong lúc để mặt mộc thì tôi tranh thủ trang điểm. Ủa lộn, ôn lại kịch bản. Rồi sau đó thì tôi tranh thủ đi tỏ tình crush của tôi. Vì mình quá thích cậu rồi, phải làm sao, phải làm sao. Cậu thấy vậy có được không? Phải làm sao, phải làm sao. Nhìn mặt của crush tôi có vẻ như là đồng ý rồi đó mọi người. Sau đó thì nhận được lời thách thức của Ngô Đình Nam, tôi đã qua để cản bước Ma Gaming. Mọi người coi nha. Mọi người ơi, hôm nay thầy Bell sẽ cản bước Ma Gaming. Em bước đi, em bước đi. Em bước đi. Dạ, em bước. Em bước qua đi. Đó, mọi người. Em phụ cản bước Ma Gaming. Đó, em bước đi. Đó, mọi người thấy chưa? Thật ra thì người đầu tiên cản bước được Ma Gaming không phải là Ngô Đình Nam mà là thầy Bell nha mọi người. Tiếp theo thì thầy Bell được di chuyển qua khu vực phong xanh để chụp hình poster cho phim nè mọi người ơi. Ghê chưa? Rồi sau đó thì tụi tôi được vào một căn phòng bí mật để họp bàn kịch bản quay top top. Em Ma Gaming ở ngoài rất là đáng yêu luôn mọi người ơi, ngoan và lễ phép vô cùng luôn. Nghĩa là đàm tiếu linh tinh bên tai, không thể nào cản được nỗi quân Free Fire. Mình chỉ xin tồn để xây Buya đi bên đồng đội hai bà sông pha. Sau đó thì Nam Cà Khịa, thầy Khải U39 và Ngô Đình Bell tiếp tục được di chuyển ra bên ngoài để chụp ảnh thêm cho bộ phim. Cố gắng nghe lời nhiếp ảnh gia, tụi mình đã tạo những cái dáng rất là quý ông, rất là đàn ông, rất là trưởng thành, rất là nghiêm túc luôn nè mọi người có thấy không? Chuẩn bị vào cảnh quay đầu tiên rồi, bây giờ là bạn stylist đang chăm chút lại trang phục cho nhân vật của thầy Bell đây. Đố mọi người trong phim thì thầy Bell thủ vai gì nào? Ủa gì vậy? Đạo diễn ơi, bạn này ăn hiếp con. Mọi người ơi, mọi người có nhận ra cô bé này là ai không? Quả là ngầu luôn. Còn đây là một phân cảnh hành động rượt đuổi rất gay cấn ở trong phim. Nhìn là mọi người cũng thấy rất hồi hộp rồi đúng không nào? Hồi hộp mà ta nói vừa diễn vừa cười muốn khùm luôn. Khúc này là giờ phút giải lao hiếm hoi của thầy Bell và Ngô Đình Nam. Tụi tôi đã quyết định chơi một trò rất là trí tuệ, mọi người coi nè. Quay xong thì hai thầy trò tranh thủ chụp ảnh cùng nhau một chút vì em ấy ở tận Quảng Ngãi mọi người ạ. Xin tự giới thiệu, tôi chỉ là Simmy. Cuối cùng thì thầy Bell U19 cũng đã được gặp hai chị em Sammy và Simmy ở ngoài đời rồi. Thật sự thì rất lâu rồi mình mới có một ngày đi quay với nhiều niềm vui và trải nghiệm thú vị như vậy. Các bạn kể tên được bao nhiêu nhân vật đang có mặt ở trong video này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha. Chúc mọi người nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Mãi yêu.